Nhân chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm chính thức Ai Cập chiều ngày 27 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và bà Sahanas, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập đã đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ai Cập tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Tham dự diễn đàn có đại diện của khoảng 200 doanh nghiệp và đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt về phía Ai Cập có sự tham dự của các bộ trưởng kế hoạch, du lịch, nông nghiệp, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, nhà ở và cộng đồng cùng chủ tịch đặc khu kinh tế kênh đào Suez. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và giới thiệu những thành tựu cơ bản trong các ngành công nghiệp mũi nhọn, cũng như rà soát quan hệ thương mại và hợp tác công nghiệp giữa Việt Nam và Ai Cập. Bộ trưởng cho biết quan hệ thương mại giữa hai nước đã và đang có những bước phát triển tốt đẹp và là điểm sáng trong quan hệ song phương trong những năm gần đây. Ai Cập hiện là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 342 triệu đô la Mỹ, tăng 8,6% so với năm 2016. Trong đó Việt Nam xuất khẩu 321 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu khoảng 21 triệu đô la Mỹ từ Ai Cập. Bộ trưởng cũng cho rằng nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng mà hai nước vẫn còn dư địa để phát triển, gồm có dệt may, da giày, nông lâm thủy hải sản, máy móc, thiết bị phụ tùng, v.v. Với quy mô thị trường lớn, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ sung cho nhau, hai bên vẫn còn nhiều triển vọng trao đổi thương mại và cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy kim ngạch hai chiều sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết thêm, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập, đã có 4 bản ghi nhớ hợp tác chuyên ngành được ký giữa Bộ Công Thương Việt Nam với các bộ ngành liên quan của Ai Cập, gồm có bản ghi nhớ về thương mại gạo, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại và bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Đây là khung pháp lý cũng như các nguyên tắc căn bản để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại công nghiệp song phương trong thời gian tới.